Mình gọi là nhớ thì vì mà đó ăn xong rồi mình ra đấy và sau giờ sẽ làm một phòng đặc sản đâu ra mình mở quên nhớ thì đi đi chơi cho nên bỏ mất cơ sở thì là sẽ phải đặt nhớ nhờ cơ sở cơ đó bây giờ rồi mình chỉ thả chỉ bá bỏ nó cơ sở này khám á tự nhiên một tầng nhiều bỏ nó tầng nhiều một tầng nhiều nhiều nó mới sửa lại và ở trong những chương trình mà sẽ phải chơi thì cơ sở này mới sửa alo mới cái quyền là người nào thay bỏ nó anh đang là mà thôi quyền nó thì vừa mà nó qua đây thì để đặt trong mũi vô và cái gia đình mình thì biết cùng qua anh mẹ cái gia đình mình thì biết bỏ nó khả năng nên mẹ thì tôi xin cái gia đình anh mình thuộc khả năng ở đó luôn nghe ra thì để cái tâm hồn mà sẽ có anh mẹ thì bây giờ tôi cũng chưa xin đó cô đơn cái gia đình mà cái gia đình mình sẽ có sống cái lý do đấy nhưng mà sau đó là lưu lệ thì nói mẹ thì tôi xem nó thấy tôi qua quân cái này công tác thì tôi xem nó thấy tôi qua quân cái này công tác này nên như vậy nó qua cấp giả bị mất nhá nhưng mà sau này tôi bỏ cô đơn như thế cô đơn mưa đi đi con gái nhà quá không xin đại diện sẽ bị bám đấy thế thì bây giờ thì mà xin để trong đấy tôi về thôi làm được bám thế gì thì cái này thì được bao nhiêu nữa bao ngày đó thả đi họ bao nhiêu tiền để xuống tiền rồi lại bao nhiêu tiền lại đấy tôi biết đây mà chỉ ông là tôi biết từ mà đến sau cái tôi về thôi làm được thế gì thì cái này bao ngày đó bao nhiêu tiền tiền rồi lại bao nhiêu tiền tiền cái đó mới chịu được cái này mà được nhá và đi mà lại bao nhiêu tiền mà lại bao nhiêu tiền thì cái đó đó thì mà xin để trong đấy trong đấy sẽ sang đến thôi làm đấy thấy gì đó nó bảo nó tôi đi chơi bao nhiêu thì đấy bao nhiêu tiếp là về phiên nhà mình sẽ không tham á và cái tham á thì bây giờ sẽ trong chỉ đại cho trong nước bao nhiêu sẽ tiếp nhau thấy gì đang nhà đó rồi mà thấy mình sau khi đó thì đồ đi đi cái nào á tôi biết được mà là trong chỉ đại cho trong bao nhiêu sẽ tiếp theo thấy gì đang nhà đó mà thấy sau khi đó đi cái đấy tôi biết được mình là trong chỉ đại cho trong bao nhiêu tiếp theo sẽ sửa sửa bỏ nó thấy gì đang cũng đi làm như thế để cho sạch để bao nhiêu đi nhé nó sẽ thấy gì sửa ra đó và chẳng hạn nữa tao giả nghĩ từ đi thầy chỉ đang nhận ra sự thật đó nhá thì rồi lê đang lên sẽ chỉ giả bọn nó lê đang lái ngoài nó không như được tiền đấy sau sau đấy thì thôi làm được bọn nó lê đang để lâu đấy thì trong lòng con tiền á con lại được phá ly rồi giả đấy con tiền tiếp là thì giả vậy tôi biết thì mà chỉ là xin lúc tiếp trong nhà thế lê đang để lâu là con lại xin lúc con tiền đi tiếp sửa lại con tiền đấy tùy cái đấy bọn giả đi bá thì rồi đâu vậy mà sau đấy thì thôi làm được đó lấy ra từ lâu là bao nhiêu tiền bao nhiêu ba mươi triệu nhà rồi mình sẽ tiết sửa lại đấy chuyển nhà rồi sẽ công tác như vậy đó là bắt đầu từ nhà bắt đầu bao nhiêu tiền tiền mình sẽ lấy bao nhiêu tiền thật sao bao nhiêu bao nhiêu là hết sự thái thì là bao nhiêu rồi lại tiền nhà ông đó khi ông được bao nhiêu cô số đấy lấy ra từ lâu cô xin tiền về đấy tôi biết thì mà là đi đâu về tiết trong nhà bao nhiêu là tiết sửa đi đó thì là bao nhiêu giờ tiết tiền ông đó phải một cái nhà mua phải nhất trong nhà số lấy ra cô cái xin về công tác lịch sử đấy, cái đó chúng ta đi ra tới ngoài đấy, ngã chào con rồi con đi ra tiếp sự ra đấy, bây giờ bao nhiêu tiếp theo thì bám mà thuê du lịch với giá thành như vậy đấy, công nhân sửa anh em làm bố xin tiền làm số gì đó, cơ sở này nó sẽ bị đó, trả hàng đấy, ngoài thà để sửa công tác đi bộ nhá, nếu thấy gì anh em đi ra đấy, anh em làm anh em đi ra đi sửa, rồi nó bị làm gì sẽ còn nữa, nó bị làm gì đó, bây giờ mình sẽ chào đấy, chỉ để tiền làm bao nhiêu đó, bao nhiêu đó để sửa bao nhiêu. Quên nhé, tôi biết rằng là tôi là đi ở trong này đó, trong những gì đi sửa được phong trình đấy, mình kể về công trình đi bán. Thì đó thì mà xin được sau nữa, tôi về thôi làm nhé, tôi kể nhận phong bài sửa được phong trình đi, đi sửa được phong trình đấy, chỉ để làm được sửa được phong trình đó. Thế đó, bây giờ mà mình nói rằng sau chỉ thả đấy, phong trình sửa được lưu đoạn, ở đây đang nhà đó, sẽ để sử dụng đó, xin kể về đó. Rồi bây giờ mà mình nói rằng, nó thấy chú, cô ở đây đó, sẽ nào bây giờ, nó cô sẽ sửa được tục quả cao, thì mà, mình kể về công trình đi sửa được. Tôi đi ra từ những tông nhau xì thả đấy, bao nhiêu giờ đi theo, ở đây đang nhà đó, đi ở đây số gì đó, xem giờ được bốn, mà thấy chỉ tông nhau ở đây đó, đến nào bên này, nó tông nhau đi số đấy, thì mà thấy đấy, tôi đi ra từ đó, ta qua bao nhiêu để công tác đi xì bám nhá. Đây là tôi nói thì ta đi ra từ những cái để sau xì thả đấy, bao nhiêu giờ đi theo, ở đây đang nhà đó, xem số đấy bốn, ở đây đang ngủ đấy, xem từ nhà vào mấy giờ công tác đi nhé, tôi chỉ nói tôi nhé, chưa thấy chỉ tông nhau ở đây đó, xem nào bên này. Chỉ tông nhà chỉ số đấy thẻ bón đó thả thứ tự thứ về tập quả cũ mới thả đấy giá thả để các sai công thả đi được bao nhiêu nhá rồi qua bu tập quả mới đi bón đó giá trị thả vào đấy thả ra đó phần mà sai giá mới thả để tập quả chỉ đấy đối với sai giá mới thả để nó thẻ bón đó tập quả cũ là chỉ nó đi vào thang đi mà sẽ bị động sẽ giá của bọn đấy rồi nó thẻ tập quả về mình sử dụng nhá cái giá giá bán đấy rồi khi đi bao mà đi mua đi cũng chỉ là nó có thể giá bao lại càng nó bao này đấy cái bộ nó mà bao giờ các sẽ công dạng phải là chuyện cái bao nhiêu cái đó mà có thể khai thác là phải được thì đó mới xin nhau nên thì cho bộ nó khai thác được hoạt động giá trị số bây giờ mình có gì cần nên thu tiền được như thế còn cái gì cần nên có mình nhau viên thì ở trên video sẽ có cho nên xin nhau
rồi đi tiếp đi tiếp đi ra phải ra phong được cái thế tôi nhờ cố sự cố khổ sau xin nhé nghe cố khổ giờ thì phải ra phong được cầm nó về rồi đi cầm nó về thì áp đi ra rồi nhé tôi xin là tôi chào đi nhé như thế thì là nó về như nó khả năng thu xin đi phải có nhé bây giờ hỏi ông ấy đi khai đây nhé bây giờ ngày nào sau này là nhé cũng phải đi xin sang nhà sĩ bảo nhé phải rồi một mấy chuyện anh nhận được thì thôi nhé đấy còn mấy chuyện đi khỏi tham gia cả sao thì có còn mấy chuyện gì mà thế được ตาเกโตโตตาเวมาเกโตโตดิยาเมตรีดิยาเกโตคอมเมชั่นดิยาเนี่ยยาสีมาสีบาเลสวาดิโตอานิมิติเกชมาเนี่ยแล้วก็ดิมาเลเวอยอซาลามูจิบันตะวะระตูดิอะดานิสิชาตะชาเนี่ยพะยอกันนะกูอัปเดตดิยาบาเนี่ยแล้วตะวะยูมุดิวานะซองบิยาเกโตยามุชิโรเนี่ยอะยอมียาฮะมวยจีเดเยวะมาเรลงมาเฟซบุ๊กยามุชิบาอุเนี่ยเดี๋ยวเราไปตะแทนตะชาเลยอะซิงคานาโตเปียเนี่ยกะจีเนี่ยเซนดอลิอะซิงดอลดานเดมอ จาลาดิเกเตตะจอมโมโดเมจิโรอานุโมโมโยนะมาเวนะเนตะปาปาวะเวนะตัวนี้โดยอะเกวะยินชิเดนะโดเมโตนะเนี่ยคานะนิบาเนี่ยเอโรยังกิเซชาซาคะเนนะทูเจนะอิโรซาวาเนะเตชาเลชาเนะยาชิเจนะเซนะตูรูมิเดติเยพะจาโฮนะโกดาเซตเตดีวะตูทีวะเกเตติยะอายะคะเนนทูอาเปริยะบาเรเนะยาชิมาเนี่ยเอโรเนตะปาชาเยเนนิเกตูนะคอตะตะบิยะปะเนะเนโมโซตะนาตะนะตูรูมิเดยาชิทาเนเซนะเคนเมชะเนนะปองนะ ဒီလိုမျိုးပုံစံကြောင့်ပေါင်းခြင်းကချောက်ချက်ပေါင်းခြင်းရတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုထွက်လာမှာခေတ္တလုံးမပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပေါင်းခြင်းကချောက်ချက်ရတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုပေါင်းခြင်းဆိုတဲ့ချောက်ချက်အဲဒီတိုင်းညာကဒီမှာဆိုငါတို့ဒီလိုပြေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲဒါဒီစားချက်တော့ပေါင်းခြင်းဒီစားချက်ကိုပေါင်းခြင်းကိုယ်နေပေါ့နော်။မတူပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒီစားထည်လိုက်ရောက်ကြည့်ပြီးပါကိ
偏见多了，这东西才是讲帮助这个视频才是太厉害了。那这技术比较最后这个里面的，那这个里面的东厂的帮助这个厂的帮助比东亚来的呢，比较对马戏里的店的比较特长的太新的帮助里的帮助东亚市场的时候，这个里面的你说的不能推荐这种股身边的所有的帮助东西嘛，这个在讲推荐这里面所有的你可以去这边的所有的这个里加上的帮助东西呢。你说太期待了，所以可差不多了。那未来呢？为了帮助你的技巧好了，那未来呢？所以超给提供你帮忙的，提供帮了多帮助你控制的帮。你说天马系里面新的，你要他让你来这种帮助什么？帮助你控制什么的？你说学习他这种帮助控制啊，来呢？你啊，过去啊，这个东西，现在开始了，我今天就拿这些过来给你。我阿妈在提供我过来来的，我阿妈过来的话，我过到两万多，阿妈来一万四比较特别的呢。那拿开阿妈来的今年是超多黄来找黄金的顾问呢，比较平常些的顾问，阿妈来的不容易黄金这些黄金顾问这样的个讲，过去他就讲阿妈来的啊，当年阿妈来做比较辛苦，因为这种业绩。这第二代人呢，所以当地黄来的所以黄金卡厉害的。比较听话些的女人，才是阿来来靠男的帮了，男的帮忙生意帮助的，女的这样的是那个，女士她也多讲了，收到收到是哪位？当年做的阿来来工作，是这样的是嘞，工厂的帮阿来来做，那是他话的呢。然后阿来来的弟弟说那个，那不然你等于啥比较夸张吧呢？那不然我有不如工厂里面的属于，当当年找帮来做帮助的，工厂里面的帮，明白吗？帮助过去的了，其中中国帮助过去都起码是的，对不对？后来呢，阿贝的龙呢帮助的了，帮助过来的了嘛，对不对？这是他的讲帮助的过去啊，未来呢啊，起码是呢，是阿贝说的了，分别给了我，然后我开始过来了，先拿分呢，我过去的这块股，起码在这里面安排的比较在家，好吗？然后这条东西帮我帮助的控制他的。起码是在东南和南面北面方面所有的方面的空的是样子的东西在这张北面的那里北部的那里北部的那里北部的那里北部的那里北部的那里北部的东南里北部的那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 里阿贝的龙的帮助里边，帮助顾客这样的时候，对其他来讲，是需要帮阿贝的龙股，这边的时候，就采购加其他的东西，比如你开始东亚内燃，先拿本源，你东亚先做完了，对没？
조카가 드디어 뜨거 오래돼 어두워 보내 그러고 나시더라고. 아마도 관에 드디어 보내지 택시들을 와요. 사이가로 동산이 거에 관해서는 알레나니나고디 디보나다니아티안디오 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 그러나 지금 ก็สามารถมีที่วันนี้ก็สักชาติแล้วถ้าไม่ได้ก็ยังมีอีกอันมากันเพื่อไปเนี่ยถ้าท่านใครน้องว่ามีชีวิตที่ดีก็ตอนเขาที่ภายในประเทศดีก็เขาที่ดีมีอะไรน้องว่าเป็นบุญอย่างที่ว่าอุ้งนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นเลยแต่ในงานจะมีที่ยากที่จะได้ยังคือเพื่อจะมีทางนี้เนาะหลายอย่างจะได้รู้ว่ามีสิ่งอะไรที่เป็นความหมายเนี่ยบริษัทที่ทำงานในสิ่งนี้บริษัทที่เนี่ยเนาะที่เป็นในสิ่งนี้อาจจะเป็นอะไรเนี่ยที่อยากที่จะสร้างในสิ่งนี้ที่เป็นในสิ่งนี้เ
ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူတွေကလည်းမြေပြင်ကတူတူပြန်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကကိုမမြပြီးတော့ပြီးအများကြီးပြည်သူတွေကလည်းအတွက်တကယ်ကိုအထူးအထူးပြည်သူတွေရှိပါတယ်နောက်လည်းဆက်လက်ပြီးပြီးဒီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘုန်းကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်